Chắc các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Honda Civic 600 5R209 lột xác thành một cái siêu phẩm rất hấp dẫn, ngoại hình cực chất. Cái chiếc Honda Civic R600 5R209 là một phiên bản tầm trung trong gia đình Nelsport cà phê vừa được ra mắt là không lâu, mở thêm cái sự lựa chọn phân khúc nước bài hiện nay. Và chỉ qua những thay đổi đã đơn thuần khiến cho cái chiếc xe này trở nên là lôi cuốn hơn với những tín đồ đam mê cái dòng xe Nelsport cà phê. Cái chiếc CB600 5R209 cho một thiết kế mang cách retro hoàn toàn mới, dựa theo cái thiết kế của Nelsport cà phê, bổ sung nhiều công nghệ tốt hơn. Em ấy còn được đánh giá là phiên bản thay thế cho cái chiếc CB600 5F người tiền nhiệm, và nhắm vào phân khúc xe mô tô hạng trung đã được hút khách rất nhiều và tạo ra cái sự chú ý của rất nhiều biker thế giới hiện nay, đặc biệt là những người yêu thích cái dòng nước cơ bài. Thay đổi đầu tiên mình muốn đề cập đến là cây trợ lực trung tâm tay lái Holden SD001 đi cùng với ốc giữ titan, làm tăng thêm cái sự tinh tế và cứng cáp cho phần tay lái. Phần đuôi trở nên thể thao hơn, gọn gàng hơn khi dùng cái phát biển số nhôm thay thế từ Eltex. Trong khi cái giảm sóc sau được tăng cường bởi khả năng tích hợp và độ thẩm mỹ rất cao với cái motor shock Holden S46HR1C1. Kiểm soát hành trình phanh sau phổ biến nhất với có combo phanh Rainbow Hybrid đối xứng logo đỏ kết hợp với phát nhôm ASV Racing thể dục S bám đầu. Hoàn thiện bản độ hôm nay bởi cái ống sạc Hybrid các Racing Line Tip On, một bộ kiện chống đổ thân và cái bánh trước đến từ Eltex. Quinix lên cái dàn phanh của Rainbow rất là chất. Cái chiếc Quinix là một cái dòng xe con tài thể thao gây bão với những cái sự đẳng cấp muốn ra mắt những cái ngày vừa qua. Dẫn chứng chúng ta hãy cùng xem qua cái chiếc Quinix đậu bên dưới đây với những món đồ chơi đẳng cấp, giá trị và chưa có biển số. Dù thay đổi rất nhiều chi tiết bằng việc chắc lên những món đồ chơi giá trị, nhưng người chủ vẫn giữ lại cái nét đẹp nguyên thủy đậm cái chất thể thao với chiếc áo với cam màu xanh đen. Ở đây ta thấy được cái cụm thắng Rainbow Access đi cùng với bình dọc của Nam Chi. Việc gắn cái mẫu cụm này cũng phải khoét nhẹ cái bằng nhựa tí xíu cho kích thước cụm hơi lớn zin. Việc trang bị cái cụm Rainbow mang lại lực bóp dịu nhẹ nhưng tác động rất mạnh đến con heo dầu, giúp kiểm soát phanh được ổn định hơn, nhất là trong những tình huống. Cái phía tay con là tay tiếp em xuất xứ đến từ Ý. Mẫu tay này thiết kế sắc sảo, cấu tạo từ nhôm CC, tay được tích hợp chống gãy cực kỳ tiện ích. Dàn chân cái mâm Rainbow 8 cây màu bạc đậm cái chất thể thao. Động đường được tăng cường với lớp Michelin Zip Pro, hệ thống phanh được nâng cấp, đĩa gaffer cha tem đi cùng lông đĩa nhôm kết hợp cùng cỏ hẹp Rainbow Hybrid logo lớn qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy cho cái độ chính xác cực cao. Toàn bộ chi tiết bên lái trước được định bằng ốc rô ti. Qua đây, những cái sự cố định bằng ốc rô ti đã nhấn mạnh ra cái sự sang trọng cho con xe. Bộ cấp zin có được thay thế bằng cái cấp nhôm Raceboy, không những hướng kiển mà còn mang lại sự cứng cáp và trọng lượng của xe cũng giảm đáng kể qua cấp này. Hệ thống truyền tải từ nhôm CNC đi cùng với zin vàng gây sự chú ý cho người xem. Hệ thống phanh sau được nâng cấp tương tự bánh lái trước với hẹp Rainbow Hybrid đối xứng lục lớn. Dù chưa ra biển số nhưng người chủ đã được đẳng cấp lên thế này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhấn like và subscribe.